Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến mực nước trên nhiều sông suối ở Thái Nguyên dâng cao, gây lũ cuốn đe dọa tính mạng của con người. Trên mạng xã hội, bên cạnh những hình ảnh cho thấy sự tàn phá của thiên tai, nhiều người dân cũng liên tục ghi lại những khoảnh khắc đẹp và ấm lòng. Trong đó, khoảnh khắc đoàn người nối tay nhau kéo giữ nạn nhân và xe máy bị lũ cuốn ở Thái Nguyên đã khiến cộng đồng mạng xúc động. Được biết, hành động hết lòng cứu người lúc hoạn nạn được anh Dương Chiến Thuật, trú tại thị trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên, đứng bên đường đối diện ghi lại. Anh Thuật cho biết clip được anh quay vào ngày 9 tháng 9, tại đoạn đường vào xã Phấn Mễ, Phú Lương. Đây là tuyến đường khá rộng nhưng bất chợt thành sông cuồn cuộn khi nước lũ chảy tràn qua. Dòng nước lũ dâng lên từ sông Đu gần đó. Khi ấy, anh Thuật trên đường vào nhà người thân trong khu vực này, tuy nhiên anh đã khựng lại. Người đàn ông chần chừ không dám đi tiếp khi thấy nước chảy xiết. Khi đó anh chứng kiến cảnh một người bất ngờ di chuyển qua và bị dòng nước mạnh cuốn trôi. Nhìn thấy cảnh có người gặp nguy, bà con khu vực này hô hoán nhau thật to. Hàng chục thanh niên lao ra giữa đoạn đường đã thành sông dữ, tay kéo tay, nối thành sợi dây dài, hợp sức nắm giữ, kéo người đàn ông và chiếc xe máy ngược dòng nước. Sau hơn 10 phút giằng co với dòng nước xiết như muốn nuốt chửng nạn nhân, cuối cùng những người dân cũng đưa được cả người và xe nguyên vẹn lên bờ. Sau đó người đàn ông gặp nạn đã trấn tĩnh lại và tiếp tục hành trình trở về nhà. Theo anh Thuật, trong lúc nước lũ dâng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cần hạn chế tối đa việc di chuyển qua đây, cụ thể là cần tìm đường khác hoặc chờ nước rút mới có thể qua lại. Sau khi tận mắt chứng kiến hành động của những người dân xung quanh, anh Thuật cảm động về tinh thần nghĩa hiệp, hết lòng cứu người lúc gian khó. Trước cảnh lũ lụt khắp miền Bắc, anh thấy rõ tình tương thân tương ái, đoàn kết của người dân Việt Nam. Thời điểm này, nhiều khu vực ở tỉnh Thái Nguyên vẫn còn tình trạng ngập úng, đặc biệt là không ít vùng bị sạt lở chia cắt. Trước tình thế đó, anh Thuật đã dùng chiếc xe tải của gia đình để chuyển đồ cứu trợ đến những khu vực người dân gặp khó khăn. Những ngày qua, anh cùng hai người bạn của mình rong ruổi chuyển đồ ăn nước uống đến xã Phủ Lý, Yên Ninh, Yên Trạch. Nhiều điểm xe của nhóm anh không thể di chuyển vào tận sâu bên trong do đường ngập hoặc sạt lở che kín đường đi. Chính vì vậy nhóm anh đã nhờ đến dân quân chuyển đồ vào trong làng. Trước đó, anh cũng chuyển nước uống đến người dân xóm Hoa Một, xã Phấn Mễ vì bị cô lập. Hiện tại, anh vẫn tiếp tục hành trình mang lương thực thực phẩm thiết yếu đến hỗ trợ bà con mình. Anh tự nhủ sẽ tiếp tục tiếp tế đồ cứu trợ đến khi nào nước rút, cuộc sống của nhiều người trong khu vực ổn định. Có thể nói, đối mặt với sự tàn phá của thiên nhiên, sức mạnh của tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam như được nhân lên gấp bội. Những câu chuyện ấm tình người hiện diện khắp nơi. Lá lành đùm lá rách. Tinh thần tương thân tương ái quý báu của dân tộc Việt Nam một lần nữa được thể hiện trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Khi đoạn clip mới đây ghi lại hình ảnh một đoàn xe ô tô đi trên cầu Nhật Tân đã chủ động giảm tốc độ, đi chậm để che chắn gió do ảnh hưởng của bão số 3 cho các xe máy vượt qua cầu được chia sẻ trên các diễn đàn mạng. Khoảnh khắc cảm động khi đoàn ô tô lớn đi chậm trên cầu Nhật Tân để chắn gió cho xe máy đã chạm đến trái tim của nhiều người. Không ai bảo ai, một hàng dài ô tô, xe tải, dìu xe máy được hình thành và dần dần di chuyển qua cầu. Thực sự lúc đó, những người tham gia giao thông rất cảm kích. Nếu không có những tài xế như vậy, thì thật sự không biết khi nào những người xe máy mới đi qua nổi cây cầu để về nhà. Đứng tại căn hộ chung cư gần cầu Nhật Tân, nhiều người cũng không khỏi xúc động khi nhìn phía dưới là hàng loạt tốp ô tô, xe buýt liên tiếp cùng nhau dìu xe máy qua cầu. Được biết khoảng thời gian ấy, gió thổi rất mạnh, khu vực qua cầu có nhiều điểm hút gió. Nhìn mọi người di chuyển trên đường, nhiều người chứng kiến không khỏi lo lắng. May mắn là họ đã được các tài xế điều khiển phương tiện lớn hơn hỗ trợ qua cầu an toàn. Là một trong những người đi xe máy trong đoạn clip, anh Nguyễn Duy Hà Nội sau khi trở về nhà an toàn đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội để gửi lời cảm ơn đến những bác tài đã chắn gió cho mình. Anh chia sẻ, xin cảm ơn các bác tài lái xe tải, xe bán tải, xe 7 chỗ và các bác lái xe hướng ra Nội Bài lúc 13 giờ đã giúp đỡ nhóm xe máy của chúng tôi qua cầu Nhật Tân an toàn. Chúc các bác có nhiều sức khỏe và vạn dặm bình an. Chân thành cảm ơn. Hình ảnh những bác tài đôn hậu tiếp tục được lan tỏa ở những khu vực khác. Khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xe tải với biển số 29R52112 giảm tốc độ, chắn gió cho đoàn xe máy vượt qua cầu Thanh Trì an toàn được chia sẻ. Hay lời cảm ơn từ tài khoản mạng xã hội Trung Lê với nội dung chân thành cảm ơn hai anh xe tải chiều nay đã đi chậm để che gió cho em và mọi người đi từ Hà Nam qua cầu Yên Lệnh để sang Hưng Yên, được đăng tải trên diễn đàn mạng. Những hành động tuy nhỏ nhưng lay động lòng người của các tài xế giữa thời tiết giông bão như một lời khẳng định về sức mạnh của cộng đồng, về sự đoàn kết, rằng tình người luôn là điểm tựa giúp người dân Việt Nam vượt qua khó khăn.
Cũng trong những ngày các tỉnh thành khu vực phía Bắc chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã chung tay chia sẻ thông tin về những địa chỉ cung cấp nơi ở miễn phí và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người vô gia cư. Những bài đăng tổng hợp danh sách các địa chỉ căn hộ, chung cư mini cùng số điện thoại liên hệ được đăng tải và chia sẻ với tốc độ chóng mặt, với hy vọng những hoàn cảnh còn đang gặp khó khăn trong giông bão sẽ tìm được nơi trú ẩn an toàn khi siêu bão đã cận kề. Trong đó có rất nhiều chủ tài khoản chia sẻ về việc mình đang có nhà để trống, người vô gia cư hoặc nhà không được chắc chắn, đã bị ảnh hưởng do bão lũ đổ bộ, có thể qua trú vài hôm. Thậm chí chủ căn hộ cũng hỗ trợ chi phí di chuyển nếu người di cư không có phương tiện và phải di chuyển bằng taxi. Hay tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh, có khách sạn cũng sẵn sàng tiếp đón người dân và tránh bão. Tất cả những hành động, dù nhỏ nhất, đã cho thấy sự đoàn kết, thấm đẫm tình người cùng nhau vượt qua cơn bão. Những người lái đò cùng chung tay hỗ trợ đồng bào chống bão, với hình ảnh các thầy cô giáo tình nguyện tại điểm trú bão, trường trung học cơ sở Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, ở lại qua đêm để hỗ trợ nấu ăn cho các hộ dân phải di trú tại trường. Hoặc là mới đây, những tổ chức cá nhân đã liên tục chia sẻ về mong muốn được giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai trên mạng xã hội như vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm, áo phao, hàng cứu trợ tới vùng lũ. Bên dưới những bài đăng trên mạng xã hội, các bình luận liên tục cập nhật thông tin về những khu vực khó khăn, cần sự hỗ trợ để cộng đồng tiếp tục chia sẻ, kết nối với các nhà hảo tâm, các đơn vị, cơ sở kinh doanh nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, không để ai bị bỏ lại trong cơn bão. Có thể nói, thiên tai bão lũ là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi. Mỗi năm có đến hàng chục cơn bão đổ bộ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Những người dân cần cù, chịu khó, quanh năm vất vả làm lụng, nhưng chỉ một cơn bão lũ quét qua đã lấy đi tất cả. Số người thiệt mạng thương tâm, những mái nhà, hoa màu, vật nuôi ngập chìm trong biển nước là những hình ảnh khiến nhiều người xót xa. Truyền thống sẻ chia, lá lành đùm lá rách, tình nghĩa đồng bào đã khơi dậy thiện tâm trong mỗi người Việt Nam để chung tay vượt qua hậu quả của bão lũ. Rất nhiều hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cá nhân, tổ chức, tập thể, doanh nghiệp cùng rất nhiều tấm lòng nhân ái đã và đang trở thành làn sóng lan truyền rộng khắp cả nước. Những nghĩa cử cao đẹp như minh chứng cho sự đoàn kết, tình người luôn là điểm tựa vững chắc nhất, không chỉ góp phần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực, sức mạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Tất cả những tin tức mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để chuyển đến quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.